Chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Quy Chuyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nghịch Thiên Tà Thần, tập 185, tin giữ trên trời rơi xuống, trụ thiên thần đế, tinh thần nguyệt thần. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới. Cảm ơn, Vân Huynh Đệ, người làm sao vậy, đã nhận ra không thích hợp, tiêu mặc vội vàng đi tới trước người Vân Triệt, nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, môi run run, giống như bị bệnh nặng, sau khi bị đào thải, chân thần trục xuất ra khỏi trụ thiên thần giới, không được bước vào. Mấy chữ tàn khốc trong âm thanh trụ thiên kia đối với Vân Triệt mà nói không khác nào xét đánh giữa trời quang. Trong vòng 3 năm đến thần giới này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều lấy mục tiêu tiến vào trụ thiên thần giới mà liều mạng. Ở thời khắc cuối cùng hắn như kỳ tích thành tự thần kiếp cảnh, thuận lợi tiến vào đại hội huyền thần, vốn tưởng rằng mình đã gần mặt lị trong gang tắc, suy nghĩ vô số khả năng phương pháp để tìm được nàng, lại vô số lần ước mơ gặp lại nàng, vận mệnh lại đột nhiên mở ra cho hắn một trò hề vô cùng tàn khốc bị trục xuất ra khỏi trụ thiên giới tương đương với nỗ lực và chấp nhất 3 năm nay của hắn triệt để hóa thành bọt nước, sau này có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào trụ thiên thần giới, cũng sẽ không còn có khả năng nhìn thấy mặt dị, lấy thực lực hiện giờ của hắn, có liều mạng như thế nào đi nữa, cũng quả quyết không thể có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên của chiến trường mà không bị đào thải, chứ đừng nói chi là suốt cả một tháng nay, hắn ngay cả chiến trường đều chưa từng bước vào, bài danh thứ nhất từ dưới lên toàn bộ đông thần vực, làm sao lại như vậy chứ? Vân Triệt mất hồn nhắc đi nhắc lại, từ thân thể đến hồn phách, hoàn toàn lạnh lẽo như băng, giống như rơi vào vực sâu. Bên trong trụ thiên giới, nơi ở của băng hoàng thần tông, cũng nghe được âm thanh trụ thiên, mộc băng vân cũng băng nhàn cũng kịch biến. Toàn bộ người bị đào thải sẽ bị trục xuất ra khỏi trụ thiên giới. Nguy rồi, mộc hoán chi ở bên cạnh không hiểu gì, hắn còn tưởng rằng nàng vì an toàn của đệ tử băng hoàng mà lo lắng nên nói. Yên tâm đi, không người nào dám lỗ mãng ở trụ thiên giới đâu. Sau khi trận chiến kết thúc đám người hàm ngọc, phi tuyết, Vân Triệt có thể thông qua truyền tống huyền trận trực tiếp trở về Ngâm Tuyết giới, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Không, không phải là chuyện này, băng tức trên người Mộc Băng Vân hỗn loạn, đi qua đi lại, bỗng nhiên nói: "Đại trưởng lão, tinh giới trung vị được mời đến xem cuộc chiến có thể cho 500 người vào, chỉ cần huyền lực không thấp hơn thần kiếp cảnh là được, danh ngạch của chúng ta không đủ vậy có thể lại dẫn thêm người khác tiến vào được không? Ví dụ như đám người Vân Triệt, Phi Tuyết bọn họ." Mộc Hoán chi không chút do dự nói: "Đương nhiên không thể, trụ thiên thần giới là vương giới." ngạo nghễ tô sư vạn giới quy tắc cũng cực kỳ khắc nghiệt làm sao cho phép người đến trễ từ ngày đầu tiên bắt đầu dự tuyển trụ thiên thần giới liền đã tương đương với bế giới hơn nữa vừa rồi âm thanh trụ thiên kia đã nói rõ toàn bộ người bị đào thải sẽ bị trục xuất ra không được bước vào lời trụ thiên như thánh chỉ thiên đạo làm sao có thể thu hồi mộc băng vân đứng yên hồi lâu lại đột nhiên nói chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không có khả năng giàn xếp mộc hoán chi lắc lắc đầu sau đó câu mày nói nếu là những vương giới khác đương nhiên không có vấn đề tinh giới thượng vị có lẽ cũng có khả năng nhưng chúng ta là tinh giới trung vị địa vị thấp tiếng nói nhỏ dù như thế nào đi nữa cũng không có khả năng băng vân người luôn luôn tâm như băng tuyết vì sao lại nôn nóng như thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bộ ngực sữa của mộc băng vân phập phồng nhưng không cách nào nói rõ nàng nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói nhỏ có lẽ đây chính là số mệnh của hắn đi mộc băng vân thở dài trong lòng mà viêm thần giới ở bên cạnh lại liên tục bùng nổ từng trận âm thanh kinh thiên động địa hiện ra sự tương phản vĩ đại với tâm tình lúc này của nàng này 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 vân huynh đệ chẳng phải chỉ không được đi trụ thiên giới thôi sao cùng lắm thì chính là một chuyến đi ổn công cũng không có thiệt thòi gì không đến mức như vậy chứ sau âm thanh trụ thiên cả người vân triệt giống như là bị sét đánh mất hồn phách phản ứng cực kỳ quái dị khiến tiêu mặc không giải thích được trong lòng cũng bắt đầu có phần run sợ trong lòng ngươi không hiểu vân triệt cái đắng nói đúng là ta có thể thật sự không hiểu tiêu mặc rè giặt thận trọng nói nghĩ tới dáng vẻ luôn luôn u sầu lúc trước của vân triệt lại thêm phản ứng dị thường giờ khắc này hắn tự nhiên liên hệ hai với cùng một chỗ có phải người có chuyện đặc biệt quan trọng muốn đi tới trụ thiên giới không này này trước tiên đừng nản trí nói không chừng còn có biện pháp khác để ta suy nghĩ ta suy nghĩ tiêu mặc nắm tóc suy nghĩ đó cũng không phải là chỗ của a miêu a cầu mà là trụ thiên thần giới là vương giới cho dù là giới phương của tinh giới thượng vị đến cũng phải ngoan ngoãn tuyệt đối không dám cũng không thể làm trái quy tắc của trụ thiên thần giới mà ở trước mặt trụ thiên thần giới tồn tại đứng ở trên đỉnh hỗn độn này, bọn hắn ngay cả con kiến nhỏ bé đều không được tính, có thể có biện pháp cái dám gì, biện pháp khác. Dường như ngực phân triệt bị một ngọn núi cao đè ép, hắn cắn chặt hàm răng, tim đập cuồng loạn nhưng nội tâm lại hoàn toàn tỉnh táo, không được, nhất định còn có biện pháp khác, nhất định sẽ có, ta rời khỏi phụ mẫu, rời khỏi mấy người thải y, ba năm không có nửa khắc thả lỏng, vô số lần suýt chút nữa mất mạng tại thần giới, hơn nữa, đây còn là cơ hội duy nhất để ta có thể nhìn thấy mặt lị ta không thể để cho tất cả những thứ này trở thành bọt nước. Tuyệt đối không thể, soạt, đúng vào lúc này có một bạch quang như sét đánh từ trên bầu trời bắn xuống, giữa bạch quang có một bóng người ngã nhào ra, vị trí cách vân triệt và tiêu mặc không đến 50 bước. Từ lâu bọn hắn đã nhìn quen những luồng bạch quang và bóng người như vậy rồi, sau khi bị huyền thú hoặc huyền giả khác đánh giết được truyền tống về chủ thành phục sinh, sau khi người kia rơi xuống đất, gào thét một tiếng, nện quyền xuống đất, giọng căm hận nói, thực sự là suối quẩy vậy mà gặp phải vũ quy khác lần này thứ tự nhất định bị rơi xuống trên trăm vạn đáng giận toàn thân vân triệt chấn động như bị điện giật bỗng nhiên xoay người quát tiêu mặc tiêu mặc cho ta xem bảng danh sách chiến khu một chút nhanh được tiêu mặc bị tiếng gầm như dạ thú của hắn làm sợ hết hồn vội vã dùng ý niệm thúc giục bảng danh sách chiến khu bọn họ vừa mới xem hạng nhất bảng danh sách là hơn 600 vạn hồn châu mà bắt đầu từ người thứ hai tuy chỉ kém một thứ tự nhưng số lượng hồn châu lại giảm như kiểu nhảy xuống vách đá ôn trong người thứ hai là hơn 300 vạn, người thứ ba thì chỉ còn 200 vạn, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ mười là hơn 90 vạn. Trong mắt vốn ảm đạm của Vân Triệt đột một lóe lên ánh sáng, tiếp theo lại chuyển thành cực kỳ ngưng trọng, đột nhiên chạy như điên về một phương hướng. Này ngươi đi đâu? Hả? Tiêu mặc sững sờ, không rõ chân tướng nhìn Vân Triệt nhằm về phía người vừa mới bị truyền tống về chủ thành phục sinh. Vân Triệt vọt tới bên cạnh người kia, hai tay túm lấy cổ áo của hắn, gầm rú hỏi, vũ quy khắc ở đâu? nói người kia không phản ứng kịp ngẩn người ở đó vũ quy khắc ở đâu nói mau nói mau mặc dù bên trong chủ thành không cách nào phóng thích huyền lực nhưng trên người vân triệt lại quấn quanh một tầng sát khí dọa người quả thực như một đầu dã thú đang cuồng nộ ngay cả đôi tròng mắt cũng hiện lên màu đỏ thắm nhẹ nhẹ khiến người kia trực tiếp kinh sợ hắn theo bản năng đưa tay chỉ về một phương hướng chính là ở chỗ đó một phát buông hắn ra vân triệt chạy như điên về phương hướng hắn chỉ vừa bước chân ra khỏi khu vực chủ thành huyền lực của vân triệt khai hỏa toàn bộ chân đạp huyễn quang lôi cực như tí chấp lôi đình bắn thẳng đến phương bắc tốc độ kinh khủng tuyệt luân kia khiến tiêu mặc trợn mắt há hốc mồm ta mà nó tiêu mặc đứng ngây người tại chỗ miệng mở lớn vân triệt vốn bất chấp người kia nói thật hay giả dự tuyển sẽ lập tức kết thúc rồi hắn ngay cả thời gian suy xét đều đã không có chỉ biết phương hướng đại khái mà không biết phương vị và khoảng cách chính xác có thể tìm được vũ quy khắc hay không toàn bộ phải dựa vào vận khí vòng dự tuyển thứ nhất tiến vào phần cuối Vân Triệt mới lần đầu tiên chân chính bước vào chiến trường, phóng tầm mắt nhìn chung quanh đều là mặt đất nứt toác và núi cao sụp đổ, tiếng gầm rú do lực lượng va chạm dẫn đến từ các phương hướng truyền đến. Chiến trường bước vào giai đoạn đếm ngược chẳng những không khiến mọi người buông lỏng, ngược lại triệt để khiến bọn họ thiêu đốt từng chút nhiệt huyết và điên cuồng cuối cùng. Vân Triệt một đường chạy như điên, không thể tránh khỏi gặp phải những huyền giả khác, nhưng từng khí tức đào qua hắn rồi lại toàn bộ rời đi, không có một người nào xem hắn là con mồi để công kích bởi vì số lượng hồn trâu của hắn lại là số không trong thời khắc phải tranh giành cuối cùng này giết hắn thì quả thực lãng phí thời gian lãng phí tinh lực lãng phí tình cảm vân triệt một đường tránh né tùy ý có thể thấy được chém giết kịch liệt vừa hết tốc độ phi hành vừa toàn lực phóng tích linh giác quét qua bốn phía một đường này cơ bản gần như thông suốt vũ quy khác ở đâu rốt cuộc đang ở đâu nhất định phải tìm được hắn tinh thần tập trung hai mắt như ưng mỗi một giây còn lại đều quý giá không gì sánh bằng dưới tâm thần hoàn toàn trói buộc Vân Triệt thậm chí không biết mình đã bay đi bao xa, lại qua bao lâu. Lúc này ngoài rìa linh giác của hắn, một luồng cảm giác áp bách vượt xa tầm thương lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là, trong lòng Vân Triệt vừa động, ánh mắt mở lớn, hơi chuyển phương hướng, thẳng hướng mà đi, rất nhanh, ở bên trong một hố to nứt ra từ trên mặt đất, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt, một người trong đó, lực áp bách khiến người ta hít thở không thông kia cùng với một thân kim y hào quang sáng rọi rực rỡ, gần như nhanh chóng mù mắt chó đã hiển lộ rõ ràng ra thân phận của hắn, vũ quy khác vũ quy khác đứng ở trung tâm hố lớn một tay chắp sau lưng mặt không hề cảm xúc như một người phán xét cao cao tại thượng ngạo nghễ nhìn xuống hai người trước người hắn hai huyền giả trước người hắn đều quỳ gối xuống đất nhưng đây cũng không phải do bọn họ tự làm mà bị một luồng huyền lực khổng lồ bọn họ vốn không cách nào chống lại cưỡng chế trong người hai tên huyền giả này một người là thần kiếp cảnh hậu kỳ một người khác rõ ràng đã là thần linh cảnh nhưng ở dưới huyền lực của vũ quy khắc áp chế lại động không thể động sắc mặt nhan nhó toàn thân đổ mồ hôi như mưa huyền giả thần linh cảnh bên phải thống khổ nói vũ công tử tại hạ tử linh giới hàn càn đảo tạ cửu khôn ngưỡng mộ danh tiếng vũ công tử đã lâu hàn càn đảo ta vốn có giao tình với quý tông xin bỏ qua cho ngày sau chắc chắn báo đáp vũ công tử lúc trước ngươi đã giết chúng ta rồi lại giết tiếp cũng không hề có chỗ tốt cho ngươi kính xin buông tha cho chúng ta hai người chúng ta nhất định sẽ không quên ân tình của công tử một huyền giả khác cũng gần như cầu khẩn nói hai người đã từng bị vũ quy khắc giết một lần lại giết thêm một lần vũ quy khác cũng không cách nào cướp đoạt hồn châu của bọn họ xác thực là không hề có chỗ tốt nhưng hồn châu của hai người vẫn bị tổn thất ba thành như cũ tất nhiên sẽ dẫn đến xếp hạng tụt nhiều làm sao bọn họ có thể chấp nhận được chỉ biết cầu xin vũ quy khác cười nhạt ánh mắt nghiêng đi hắn thật hưởng thụ cảm giác có thể nắm trong tay vận mệnh người khác từ nhỏ đã là như thế ha 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 thứ rắc rưởi cũng có tư cách cầu xin tha thứ sao chết đi đợi chút vũ công tử bàn tay vũ quy khác nắm lại một đường huyền quang nổ tung giữa trời, đánh bay hai người ra xa, máu bắn ra giữa trời, trực tiếp đột tử, thi thể vẫn chưa kịp hạ xuống, liền đã biến mất trong bạch quang. Huyền đạo thần vũ tông lấy cương mãnh bá đạo làm chủ, mỗi một lần ra tay có thể phá núi nứt đất. Vừa rồi huyền lực phóng thích trong nháy mắt kia, chu vi trăm dặm không gian chung quanh cũng vì đó mà hơi chấn động. Vân triệt đang toàn lực bay tới cũng nảy sinh cảnh giác, cấp tốc khởi động tà thần bình chứng nhưng vẫn bị hung hăng đụng ngã lăn ra sau khi dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ổn định lại, trong lòng hoàn toàn kinh hãi, chỉ là lực lượng dư ba của hắn, liền đã đáng sợ như thế. Đây chính là sự khủng bố của thần linh cảnh hậu kỳ một đám rác rưởi. Vũ Quy Khắc đánh xong liền khinh thường cười lại một tiếng, sau đó hít mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đang bay tới, thản nhiên lẩm bẩm, "Hả, sao nơi này lại có thể có con mũi bay vào được?" Quyền lực thần kiếp cảnh cấp 1, xếp hạng chót của chót toàn bộ chiến trường, số lượng hồn châu lại là số không quả thực Vũ Quy Khắc có phần buồn cười hoàn toàn không có ý định ra tay bởi vì giết người này không có hồn trâu rơi ra không có chút tổn thất nào hơn nữa lại hạ thấp giá trị con người mình để hắn không nghĩ tới chính là con mũi trong mắt hắn lại bay thẳng tới chỗ hắn sau khi nhìn thấy hắn chẳng những không trốn ngược lại con từ trên trời rơi xuống trước người hắn còn chưa rơi xuống đất đã quát khẽ một tiếng phụ quy khác trong mắt phụ quy khác hơi hít lại nụ cười có phần nghiền ngẫng. như là con chuột từ chỗ nào chui ra lại dám gọi thẳng tên của bản công tử chán sống rồi sao ở hắc ra dây hắn chỉ biết lang vân hoàn toàn không biết Vân Triệt chính là Lăng Vân, càng không có nhìn thấy, bởi vì trước đó hắn đã bị tiểu mạt lị dọa chạy mất rồi, hơn nữa còn phải bồi thường một khối cửu tinh Phật thần ngọc vô cùng cực khổ mới có được, cùng một khối không huyễn thạch phụ vương hắn ban cho. Trước đó hai người bọn họ đã từng có hai lần đối mặt, Vân Triệt chú ý tới hắn, còn hắn lại không hề có chút ấn tượng nào đối với Vân Triệt, dù sao nhi tử của giới vương thần vũ giới kiêu ngạo tới cực điểm này, nhất định sẽ dương danh ở đại hội huyền thần của đông thần vực này làm sao có thể liếc mắt nhìn thẳng vào một tên rác rưởi mới bước vào thần kiếp cảnh cấp một giọng nói của vũ quy khắc đột ngột trở nên âm trầm đổi lại là người khác nhất định sẽ sợ đến trong lòng run rẩy nhưng sắc mặt vân triệt lại dường như còn âm trầm hơn hắn thời gian vô cùng gấp gáp làm sao hắn có thể nói nhằm nửa câu với vũ quy khắc hắn trực tiếp quát lên vũ quy khắc ta đến để làm một khoản giao dịch với ngươi giao dịch chỉ bằng ngươi Vũ Quy Khắc giống như là nghe được một câu chuyện cười cực lớn, đừng nói nhảm, tự mình nhìn đi. Cánh tay phân triệt vung lên, một món đồ giống như hòn đá rất nhỏ bay về phía Vũ Quy Khắc. Hà, Vũ Quy Khắc cảm thấy buồn cười tiện tay bắt lấy, trong lòng cười ha ha một trận. Gia hỏa này không phải là một thằng ngu ngốc chứ? Chẳng những rác rời thành đống, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể tham gia đại hội huyền thần này quả nhiên cũng không hơn gì cái này. Hơi nhấc ngón tay, sắc mặt Vũ Quy Khắc lập tức biến đổi, nội tâm kịch liệt dao động bởi vì thứ kẹp ở giữa ngón tay hắn rõ ràng là một viên huyền ảnh thạch hắn hoảng sợ đương nhiên không phải là vì vân triệt mà là hai năm trước ở hắc gia giới hắn bị tiểu mạt lỵ cũng chính là thiên lang tinh thần thải chi công chúa dùng hai viên huyền ảnh thạch hung hăng lừa gạt một phen không chỉ khiến cho hắn mất cả trì lẫn trải còn liên tục nhận lấy kinh hãi lớn nhất đời này từ đó về sau tâm hồn của hắn liền sinh ra bóng ma rất lớn đối với huyền ảnh thạch mỗi lần nhìn thấy đều hãi hùng khiếp phía cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn thoát khỏi Ngươi nhìn cẩn thận xem bên trong là cái gì, Vân Triệt trầm giọng nói, cho dù đối mặt với Vũ Quy Khắc, nhưng hắn không hề hạ khí thế chút nào, chân mày Vũ Quy Khắc hơi trầm, bóng ma đối với Huyền Ảnh Thạch và thái độ khác thường của Vân Triệt làm cho hắn cảm thấy có chút bất an và không thích hợp, hắn không khinh thường trực tiếp bóp nát Huyền Ảnh Thạch, mà rót huyền khí vào, linh giác quét qua, sau mấy phút yên lặng, sắc mặt Vũ Quy Khắc đột nhiên đại biến, thân thể mãnh liệt run rẩy, đồng tử cấp tốc nheo lại nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ngươi lấy được đồ vật này từ đâu? viên huyền ảnh thạch này chính là một trong hai viên huyền ảnh thạch mà năm đó vân triệt nhặt được từ bên trên thi thể lôi thiên phong giới vương của hắc gia giới bên trong khắc ấn lại hình ảnh liên quan đến thần vũ tông liệt sát mộc linh bưu đồ vương tộc mộc linh vơ vét nữ tử hạ giới làm lô đỉnh luyện công hơn nữa đại bộ phận đều do vũ quy khắc tự mình nói ra khuôn mặt thân hình âm thanh thân thái của hắn ở trong đó muốn bao nhiêu rõ ràng có bấy nhiêu rõ ràng trong lúc vũ quy khắc la hét huyền ảnh thạch trong tay hắn cũng bị huyền khí mất khống chế của hắn vỡ thành bụi phấn nhưng sắc mặt trở nên dữ tợn của hắn không hề có một chút thả lỏng bởi vì nơi này là chiến trường dự tuyển tất cả mọi thứ nơi này đều là hình chiếu chỉ có tồn tại chân thực mới có thể hình chiếu tiến đến mà coi như hình chiếu bị hủy đến không còn sót lại chút cặn bã nào cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng đến chân thân cùng vật thật năm đó hắn bị thải chi dọa cho rơi mất nửa cái mạng hắn mơ thấy ác mộng trọn vẹn mấy tháng mà bây giờ thứ đáng sợ hơn cơn ác mộng kia đang sống rõ ràng đặt ở trước mặt hắn vừa rồi hắn còn như người phán xét khống chế sinh tử của người khác đùa bỡn tôn nghiêm của người khác sắc mặt hiển thị rõ sự cuồng ngạo lại hoàn toàn tráng bạch bờ môi không khống chế được run run không có người nào rõ ràng hơn hắn về hậu quả khi hình ảnh bên trong viên huyền ảnh thạch này bị tiết lộ ra ngoài vân triệt trầm giọng nói hắn đoán mình có nói thẳng ra là ngẫu nhiên nhặt được thì vũ quy khác cũng sẽ không tin tưởng ta đây cũng không có nghĩa vụ giải thích với ngươi hình ảnh trong viên huyền ảnh thạch này tin tưởng vũ đại công tử nhất định không muốn nó bị tiết lộ ra ngoài mà yêu cầu của ta rất đơn giản, người tùy ý cũng có thể làm được. Hạ giọng, Vân Triệt nhìn chằm chằm vào sắc mặt đang biến ảo của Vũ Quy Khắc, để cho ta giết ngươi một lần, ta phải tiến vào vòng dự tuyển thứ hai. Đây là hy vọng sau cùng mà hắn đột nhiên nghĩ tới sau khi nghe được âm thanh trụ thiên tàn khốc kia, không bị đá ra khỏi trụ thiên thần giới, nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu của chiến khu, lấy trạng thái hiện tại của hắn, nằm mộng khó có khả năng làm được, nhưng nếu như có thể giết Vũ Quy Khắc một lần thì, số lượng hồn châu bây giờ của vũ quy khắc là 650 vạn đứng hàng thứ nhất trong chiến khu của bọn hắn mà nếu giết vũ quy khắc một lần sẽ trực tiếp cướp đoạt lấy ba thành hồn châu của hắn từng đó cũng chính là gần 200 vạn hồn châu rồi đủ để tiến đến 10 vị trí đầu không là năm vị trí đầu mới đúng chỉ riêng về thực lực mà nói dù là triển khai toàn bộ át chủ bài 100 người như hắn cũng không thể nào là đối thủ của vũ quy khắc nhưng hết lần này tới lần khác trên tay của hắn lại nắm lấy bó lớn điểm yếu của vũ quy khắc đó là hai viên huyền ảnh thạch nhặt được ở trên thi thể của Lôi Thiên Phong. Lúc trước khi ngẫu nhiên nhặt được hai viên huyền ảnh thạch này, phản ứng của Vân Triệt càng nhiều là ngạc nhiên, ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thời điểm dùng đến nó, nhưng dưới tuyệt cảnh bỗng nhiên giáng xuống thì nó đã trở thành cây cỏ cứu mạng sau cùng. Thần kiếp cảnh cấp 1, muốn vào vòng dự tuyển thứ hai. Vũ Quy Khắc muốn cười nhưng cười không nổi, khóe miệng hắn co giật. Chỉ bằng loại phế Phật như ngươi, cũng xứng sao? Vân Triệt không chút tức giận ngược lại nở nụ cười, ta xứng hay là không xứng, cũng không phiền đến ngươi quan tâm, ngươi vẫn nên quan tâm đến chính mình nhiều hơn đi. Vũ Quỳ Khắc, nhi tử của đại giới vương thần vũ giới, thân phận cao quý cỡ nào, tu vi huyền đạo càng không cần phải nói. Ở nơi đại hội huyền thần tụ tập tất cả thiên tài trẻ tuổi đứng đầu của đông thần vực này, vẫn có thể tiến vào 20 vị trí đứng đầu, đó là chiến tích kinh người cỡ nào, vũ quy khắc ngươi sẽ lập tức nổi danh toàn bộ thiên hạ, không ai không biết, phong quang vô hạn, càng có thể trở thành niềm kiêu ngạo của thần vũ giới thế hệ này, được toàn giới ngưỡng mộ, phụ vương ân sủng, vạn năm về sau, kế thừa vị trí đại giới vương cũng không phải là chuyện không có khả năng nhưng nếu như đồ vật bên trong viên huyền ảnh thạch này bỗng nhiên tiết lộ ra ngoài thiên hạ đều biết người đoán sẽ phát sinh chuyện gì đây nói một phen phía trước cẩn thận miêu tả phong quang và tương lai tốt đẹp vô hạn mà hắn đã có thể đụng tay đến sau đó lại một cước đạp hắn tiến vào địa ngục lạnh như băng khóe miệng vân triệt hơi vảnh lên hiện ra nụ cười chỉ có thể xuất hiện ở trên mặt ác nhân giả dối nhất ngươi ngươi dám mỗi một bắp thịt trên mặt vũ quy khắc đều đang run rẩy lần trước bị tiểu mặt lại uy hiếp hắn chỉ có thể nhận bởi vì đó chính là thiên lang tinh thần là tồn tại siêu nhiên mà phụ vương của hắn cũng phải cung kính nhưng trước mắt chỉ là một tên rác rưởi mà bình thường hắn cũng không thèm nhìn nhiều thế mà bây giờ lại uy hiếp hắn so với năm đó không thể nghi ngờ càng là phẫn nộ và khuất nhục cấp ngàn vạn lần vậy ngươi có thể thử xem ta có dám không khi thế ánh mắt của vân triệt không hề yếu kém ngược vũ quy khắc phập phồng giận quá thành cười ngươi thật sự buồn cười Thậm chí ngay cả một tên phế phẩm cũng dám uy hiếp ta, vân triệt, hắc người có tin ta không cần tốn nhiều sức có thể giết cả nhà ngươi, diệt toàn tộc ngươi, bầm thay ngươi vạn đoạn, sống không bằng chết không, vân triệt cũng cười, tin, đương nhiên tin vũ đại công tử ngươi đương nhiên có năng lực này, nhưng trước đó sợ rằng thần vũ giới của ngươi sẽ phải chịu cảnh ngàn người chỉ trỏ bị vương giới chế tài, mà đầu sỏ gây nên khiến thần vũ giới rơi vào hoàn cảnh này, sợ rằng ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, bị toàn giới của ngươi thóa mạ bị phụ vương lột một lớp da, đánh gãy chân, phế bảo huyền công cũng đều là nhẹ. Ngươi, câm miệng, lời nói của Vân Triệt giống như lời nguyền rủa ác độc nhất khiến toàn thân Vũ Quy khắc lạnh như băng, bởi vì hắn biết vô cùng rõ ràng, nếu như hình ảnh bên trong huyền ảnh thạch thật sự bại lộ, những lời nguyền rủa ác độc này tuyệt đối có khả năng trở thành sự thật. Hai tay của hắn nắm chặt, huyền khí quấn quanh, hận không thể bầm thay Vân Triệt vạn đoạn, nhưng nơi này lại cứ là chiến trường, là hình chiếu, cho dù hắn có giết vân triệt một ngàn lần một vạn lần cũng không có tác dụng dám gì ngay cả hồn châu cũng sẽ không tổn thất vân triệt than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu không nhanh không chậm nói xem ra vũ đại công tử rất khó chịu với giao dịch này chuyện này cũng thật kỳ quái nha chẳng phải là bị ta giết một lần thôi sao người có hơn sáu trăm năm mươi vạn hồn châu coi như tổn thất ba thành cũng vẫn đứng đầu chiến trường này như cũ nhiều lắm thì tổng bài danh bị rớt xuống mà thôi cũng không chậm trễ ngươi tiến vòng dự tuyển thứ hai mà bài danh vòng một cũng chỉ là bài danh dự tuyển không hề có liên quan gì đến bài vị đỉnh phong chân chính đằng sau. Nói cách khác ngươi vốn không có bất kỳ tổn thất gì, còn có thể cứu vãn danh vọng của thần vũ giới và tương lai của mình. Đó là giao dịch có lời cỡ nào. Chuyện này lại do ta chủ động đề xuất, quả thực chính là tặng không ngươi một lợi ích to lớn, thế mà ngươi còn không nguyện ý đáp ứng. Ánh mắt vân triệt liếc xéo, vẻ mặt tương hại. Đường đường là nhi tử của giới vương thần vũ giới, ta còn tưởng rằng cho dù ngươi không thông minh gì, tối thiểu cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn, không nghĩ tới. chập chật chật, chật gan phổi của vũ quy khắc đều sắp bị tức điên huyết dịch toàn thân sôi trào vọt thẳng lên đỉnh đầu thả dám người loại rác rưởi phế phẩm này cũng xứng vân triệt cười lạnh một tiếng chẳng thèm nghe hắn nói rồi bỗng nhiên quay người rất tốt một khi đã như vậy sẽ như vũ đại công tử ngươi mong muốn hát ta cam đoan ba ngày không trong vòng ba canh giờ danh tiếng của vũ đại công tử ngươi sẽ tăng lên một tầng nữa ha 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 cười lớn một tiếng vân triệt không để ý tới vũ quy khắc nữa đằng không bay lên không trung nhanh chóng đi xa đứng lại một tiếng gầm to một luồng sóng khí mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt như núi cao vạn trượng ép thân một mực khóa phân triệt ở trên không trung mà bóng dáng vũ quy khắc cũng lóe lên một cái đột ngột xuất hiện ở phía trước vân triệt hai mắt âm lệ như ác quỳ vân triệt lại không sợ chút nào thản nhiên giang hai cánh tay ra mặt đầy trào phúng nói nếu muốn giết ta mà nói tùy tiện vũ đại công tử người giết ta tuyệt đối không phản kháng hắc hắc nếu vũ quy Khắc đã giam cầm vân triệt dĩ nhiên không muốn giết hắn hắn hung ác thở một hơi cuối cùng bình tĩnh lại một chút liều mạng áp chế xúc động muốn bầm thay vân triệt vạn đoạn từng chữ âm trầm nói nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi người cam đoàn viên huyền ảnh thạch kia sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trên đời này nữa như thế nào chuyện đã tới nước này cho dù tức giận đến cực hạn vạn phần bực tức hắn cũng chỉ có thể nhận tội đúng như vân triệt nói bị vân triệt giết một lần mặc dù là một loại sỉ nhục to lớn không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn tiến vào vòng dự tuyển thứ hai cũng không ảnh hưởng đến trận đấu phía sau kết quả cũng không có chút tổn thất nào nhưng nếu phân triệt thật sự tiết lộ huyền ảnh thạch ra ngoài hậu quả sẽ là hắn tuyệt đối không chịu được nổi vì sao lại xuất hiện một viên huyền ảnh thạch giống với năm đó chẳng lẽ năm đó sau khi ta dùng cửu tinh phật thần ngọc đổi lấy viên huyền ảnh thạch kia nhưng thật ra đã bị thiên lang tinh thần đánh cháo ở trong nháy mắt nào đó không đúng sau khi ta lấy được huyền ảnh thạch còn cố ý dò xét một chút vậy thì chỉ còn có một khả năng khác năm đó thiên lang tinh thần đã đồng thời khắc ấn hai viên huyền ảnh thạch giống nhau về phần vì sao nó lại rơi vào tay vân triệt vũ quỳ khắc dưới tâm từ đại loạn vốn không rảnh suy nghĩ ta không thể cam đoan vân triệt không chút do dự nói ngươi vân triệt cười tủm tìm nói vũ đại công tử nếu như ta nói sau khi giao dịch hoàn thành ta sẽ lập tức hủy đi viên huyền ảnh thạch kia ngươi có tin không ta sẽ không ngu đến mức giao nó cho ngươi bởi vì đó là việc đưa chính mạng của ta cho ngươi ngược lại ta còn phải một mực bảo tồn nó để tránh một ngày không cẩn thận rơi vào tay người khác hoặc là rơi vào tay vũ đại công tử ngươi vân triệt chậm rãi nói nhưng ngươi có thể yên tâm vân triệt ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù với vũ đại công tử càng không có thâm cửu đại hận gì hôm nay bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này chỉ cần về sau vũ đại công tử không tìm ta gây phiền toái ta dù thế nào cũng không đến mức lấy mạng liều mạng cá chết lưới rách với ngươi nói không chừng ta còn sợ nó tiết lộ ra ngoài hơn vũ đại công tử ngươi chẳng lẽ không phải sao răng rắc một tiếng giòn vang vũ quy khắc chính là cứng rắn bẻ gãy xương ngón tay phải của chính mình ý từ trong lời nói của vân triệt chính là ngươi tin cũng phải tin không tin cũng phải tin chuyện này ngươi phải làm ta lại sẽ không rào ra lợi thế chẳng những để ngươi không có biện pháp tính sổ sau đó nói không chừng về sau còn có thể lấy ra uy hiếp thêm một lần nữa đây là uất ức bực nào thời gian không ngừng trôi qua lúc nào cuộc chiến vòng dự tuyển thứ nhất cũng có thể tuyên bố kết thúc thậm chí vân triệt còn lo lắng rốt ruột hơn cả vũ quy khác nhưng sắc mặt ánh mắt hắn lại là hoàn toàn bình tĩnh, giọng điệu lúc chậm lúc nhanh, lúc mềm mại lúc cứng rắn, từng bước ép sát, từng bước hở hững yếu thế hợp thời. Vì thúc đẩy vũ quy khắc tiến hành lần giao dịch này, hắn đã dùng hết tâm lực, vân triệt chậm rãi giống như chẳng hề để ý nói. Vũ đại công tử, tốt nhất ngươi nhanh làm ra quyết định đi, nói không chừng sau một giây nữa cuộc chiến dự tuyển sẽ kết thúc, đến lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội. Câu nói sau cùng, âm điệu đột nhiên tăng thêm, đánh thẳng vào tâm hồn vũ quy khắc khuôn mặt vũ quy khắc đỏ tươi như màu máu da đầu cuồng loạn phình lên tất cả phẫn nộ bực tức đời này của hắn cộng lại cũng đều kém hơn giờ khắc này được lão tử nhận thua nhưng mà vân triệt ngươi nhớ kỹ cho ta tốt nhất ngươi nên coi trọng viên huyền ảnh thạch kia như cha ruột của ngươi nếu có một ngày nó tiết lộ ra ngoài ngươi có chạy trốn tới bên rìa hỗn độn ta cũng sẽ khiến ngươi hối hận vì đi đến trên đời này vân triệt cười nhạt chúc mừng vũ đại công tử đưa ra lựa chọn chính xác vậy thì bắt đầu đi răng rắc lại một ngón tay bị vũ quy khắc cứng rắn bóp gãy nhưng hắn không cảm thấy đau đớn chút nào hắn thở mạnh ra mấy hơi dùng hết lý trí của chính mình cứng rắn nốt khuất nhục và không cam lòng vô tận này xuống dầm theo một tiếng khí bạo rất nhỏ khí tức phong tỏa vân triệt nhất thời tán loạn tiếp theo mặc dù vũ quy khắc không nói một lời nhưng huyền khí trên người lại bắt đầu nhanh chóng thu liễm cho đến huyền khí hộ thân cuối cùng cũng hoàn toàn thu hồi chỉ có điều toàn bộ thân thể lại không ngừng run rẩy mỗi một sợi gân xanh đều đang phồng lên vũ quy khắc nhận thua cùng trạng thái lúc này của hắn ta khiến nội tâm vân triệt mừng như điên bàn tay hơi run run vân triệt bình tĩnh đi vòng ra sau lưng vũ quy khắc ngưng tụ huyền khí rồi đột nhiên xuất thủ hung hăng đánh vào gáy vũ quy khắc âm uhm, dưới trạng thái bình thường vân triệt không thể có khả năng gây tổn thương cho vũ quy khắc nhưng sau khi vũ quy khắc thu lại tất cả huyền lực phòng ngự chỉ dựa vào thân thể làm sao có thể chịu đựng được một kích toàn lực của vân triệt trong tiếng nổ vang vĩ đại từ gáy đến trước ngực vũ quy khắc trực tiếp nổ xuyên máu thịt nội tạng bay tứ tung, toàn bộ thân thể cắt thành hai đoạn ở giữa không trung, bay ra cực xa mới lăn xuống trên mặt đất. Đừng đề, cho ta, lại nhìn thấy, ngươi, nửa đoạn thân thể trước của vũ quy khắc phát ra âm thanh oán hận tối nghĩa, sau đó tiêu tán vô tung ở trong bạch quang. Cùng lúc này, một luồng bạch quang khác bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người phân triệt, khiến số lượng hồn châu của hắn tăng lên nhanh chóng, một mực tăng trưởng đến 195 vạn mới cuối cùng dừng lại mà thứ tự của Vân Triệt ở chiến khu thứ 9, cũng từ vị trí cuối cùng của toàn chiến trường bay lên như cưỡi tên lửa, một bước trèo lên đến hạng tư, so với hạng 3 cũng chỉ kém không đến 10 vạn hồn châu, số lượng hồn châu của Vũ Quy Khắc sụt giảm 195 vạn, nhưng vẫn đứng vị trí thứ nhất trong chiến khu số 9 như cũ, dùng ý niệm hiện ra bảng xếp hạng bài vị chiến khu số 9, nhìn thấy tên của mình trên bảng danh sách, Vân Triệt thỏa mãn nở nụ cười, lồng ngực lúc trước tràn đầy lạnh như băng và nặng nề triệt để tan thành mây khói vận mệnh mở ra một trò đùa tàn khốc cho hắn hắn thế mà lại tìm được một cánh cửa khác cuối cùng trời vẫn không tuyệt đường người vân triệt mỉm cười khẽ nói tuy thân phận vũ quy khắc cao quý thiên phú cực cao tu vi kinh người nhưng ngạo mạn vô độ phẩm hạnh tồi tệ còn làm loạn với cữu mẫu ruột của mình vân triệt rất xem thường hắn ta nhưng bây giờ vũ quy khắc ở trong mắt vân triệt lại chính là thiên sứ mà trời cao phái tới cứu vớt hắn thải chi công chúa cũng không thể nào nghĩ tới năm đó bản thân xuất phát từ ý định trò đùa quái đản man ném cho phân triệt hai viên huyền ảnh thạch chơi thế mà lúc này lại cứu hắn từ chỗ tuyệt địa thoát ra thậm chí dưới hiệu ứng hồ điệp đã thay đổi quỹ tích vận mệnh của Vân triệt cùng với vận mệnh của toàn bộ thần giới bên trong trụ thiên châu chỗ ở của thần vũ tông tông chủ đã phát sinh chuyện lạ một lão giả cúi người bái lại một vị nam tử trung niên sau đó báo cáo với hắn mới vừa rồi bài vị của quy khắc công tử đột nhiên giảm mạnh số lượng hồn châu cũng tổn hại ba thành nam tử trung niên xoay người lại hắn mặc một thân trường bào màu vàng trói, chân mày cong như lưỡi liềm, khí thế nổi bật, rất dễ làm cho lòng người ta sinh lòng tôn kính. Mà nếu nói ra thân phận của hắn, đủ để cả kinh vô số huyền giả thần giới mất hồn mất vía. Đại giới vương thần vũ giới, thân phụ của vũ quỳ khác, vũ tam tôn, nói như vậy, có nghĩa là khắc nhi lại bị thua một lần. Đúng là thú vị, vũ tam tôn không kinh không giận, ngược lại nhiều thêm tò mò. Chiến trường của quy khắc công tử vốn không có người nào là đối thủ của công tử, cho dù người miễn cưỡng địch nổi cũng không tồn tại. Lão nô nghĩ, có lẽ là công tử vô ý rơi vào tai họa chí mạng, hoặc gặp phải huyền thú cực kỳ cao cấp, lão già bình tĩnh phân tích, Vũ Tam Tôn nhàn nhạt nói, như vậy cũng tốt, tuy Thiên Phú khắc nhi có thừa nhưng cả đời quá thuận lợi, ngạo khí quá thịnh, bị một lần áp chế đối với nó mà nói là trăm lợi mà không có một hại, chính là bài vị dự tuyển, thứ nhất và thứ một vạn không hề khác nhau, không cần chú ý. Lão già lại gặp người bái, lão nô cũng mong như thế, nếu như thế mời tông chủ nghỉ ngơi đi, lão nô xin cáo lui bài vị và hồn châu của vũ quy khắc đột nhiên hạ xuống đã khiến rất nhiều người chú ý dù sao trước đó vũ quy khắc cũng là nhân vật đứng hàng 20 nhân vật đầu tên đột nhiên biến mất khiến cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó nhưng cũng vẻn vẹn là chú ý tới mà thôi ai cũng nghĩ là hắn ta nhất định bị thua một lần về phần thua như thế nào ngay cả thần vũ tông đều không đi quan tâm huống chi người khác dù sao đây cũng chỉ là vòng dự tuyển thứ nhất mà thôi giống như vũ tam tôn nói trên bản chất hạng nhất hạng một vạn không có chút nào khác nhau nhưng mà tất cả huyền giả trong chiến trường thứ 9 lại đều có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ ngồi lên vị trí thứ tư như trên trời rơi xuống, mà tổng số hồn châu của hắn lại vô cùng trùng hợp với số lượng hồn châu bị tụt giảm của vũ quy khác. Chủ thành chiến trường thứ 9, tiêu mặc trợn mắt hốc mồm nhìn cái tên Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện trên bảng danh sách, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần. Trước người hắn không xa có một luồng bạch quang đột nhiên chiếu xuống, rất nhanh một bóng người màu vàng kim bước ra, ý niệm quét qua, rõ ràng hiện ra cái tên vũ quỷ khác. Vân, Triệt, Vũ Quy khắc oán hận nói, khuôn mặt khi thì màu đỏ tươi, khi thì âm u, khí tức trong thân thể hỗn loạn như sôi lên. Tiêu Mặc sững sờ nhìn Vũ Quy khắc một lúc, nghe được hắn kêu lên hai chữ Vân Triệt, lại nhìn chằm chằm vào cái tên Vân Triệt trên bảng danh sách một hồi, cùng với biên hóa về số lượng hồn châu của hai người, hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên than thở, xem ra đã phát sinh một loại giao dịch ngầm bẩn thỉu nào đó. Ầm ầm, không gian chấn động, sóng khí quay cuồng, cuối cùng âm thanh trụ thiên tuyên cáo vòng dự tuyển thứ nhất cũng vang lên các cường giả trẻ tuổi, chiến trường thuộc về các ngươi tạm thời kết thúc, vòng dự tuyển thứ nhất đến đây là kết thúc, 10 vị trí đầu trong các chiến trường tiếp tục lưu lại chiến trường, những người khác tạm thời rời khỏi chiến trường này, chân thân các ngươi sẽ xuất hiện ở trước các truyền tống trận bên ngoài trụ thiên giới, mong rằng trận kịch chiến trúc xuống hết toàn bộ huyền lực với ý chí của các ngươi, có thể trở thành tài phú có lợi cho cả đời các ngươi. Theo âm thanh trụ thiên hào hùng, bạch quang che khuất bầu trời từ trên trời cao hạ xuống, bao phủ lên trên người mỗi một người, giữa bạch quang, hình chiếu phân bố chiến trường cho dù là người hay là huyền thú đều nhanh chóng biến mất giống như bị hòa tan ác chiến kéo dài cả một tháng cũng hạ màn kết thúc tại thời khắc này nhưng mà cũng không phải đối với tất cả mọi người bởi vì vẫn còn một vạn hình chiếu của huyền giả không biến mất hoàn chỉnh tồn tại ở trên chiến trường cùng chờ đợi trận ác chiến tiếp theo đây là những người chiến thắng từ hơn năm ngàn vạn huyền giả đứng đầu của đông thần vực mỗi người trong đó đều không thể nghi ngờ chính là kỳ tài có một không hai đủ để khiến cho thiên hạ chú ý mà làm nền cho hơn một vạn người thắng này là hơn năm ngàn vạn huyền giả chịu khổ bị đào thải hình chiếu biến mất khi ý thức của bọn họ tỉnh lại thân thể đã ở bên ngoài trụ thiên giới dưới chân dẫm lên là quân sáng khi đến gần trụ thiên giới cách đó không xa chính là truyền tống huyền trận có thể đưa bọn họ trở về tinh giới của mình tự nhiên người đào thải sẽ không nhận được quá nhiều sự chú ý của người đời tất cả ánh mắt đều một mực tập trung ở chiến trường mới tiếp theo nhất định sẽ càng thêm kịch liệt âm thanh giao chiến kịch liệt biến mất ngay cả tiếng huyền thú gào thét cũng hoàn toàn tan biến toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh xuống, xác nhận mình vẫn ở bên trong chiến trường, Vân Triệt mới triệt để an tâm. Vừa rồi hắn còn có một chút lo lắng, dù sao cái này cũng là hình chiếu do trụ thiên châu hoàn thành, nói không chừng có quy tắc cực kỳ nghiêm minh công chính, có lẽ hành vi của hắn sẽ bị phán định là gian lận, khả năng bị hủy bỏ tư cách, xem ra hắn quá lo lắng rồi. Vân Triệt cười cười tự diễu, dù sao đây là cũng là kết quả hắn dùng thủ đoạn hèn hạ mới có được, cuối cùng cũng có thể tiến vào trụ thiên giới rồi, một vạn danh trong toàn bộ đông thần vực dù thế nào đi nữa đã có tư cách tiến vào trụ thiên thần giới hắn vừa nói xong trên không liền vang lên âm thanh trụ thiên các cương giả trẻ tuổi vẫn còn lại chiến trường các ngươi đã dùng thực lực và ý chí chứng minh bản thân không hề nghi ngờ các ngươi là kiêu ngạo của đông thần vực cũng là tương lai của đông thần vực nhưng mà có thể đi vào trụ thiên châu nhận được tư cách lịch luyện ba ngàn năm trong trụ thiên thần cảnh chỉ có ngàn người tiếp theo chính là chiến trường quyết định một ngàn người này ở dưới âm thanh trụ thiên này tất cả huyền giả vẫn lưu lại chiến trường không có người nào mà không nhiệt huyết sôi trào bên ngoài chiến trường những huyền giả bị đào thải cùng với không tư cách tham gia đại hội huyền thần cũng điên cuồng hâm mộ ghen ghét khát vọng dưới đáy lòng tu luyện ba ngàn năm ở trong trụ thiên châu đây là lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ đông thần vực là nơi kỳ tích có thể khiến cho một huyền giả từ thời kỳ còn nhỏ một bước lên trời hễ là huyền giả theo đuổi huyền đạo đều quả quyết không có khả năng kháng cự sự ban ơn này để có thể lấy được cơ hội như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự đầu rơi máu chảy không tiếc giá cao dù là tuổi thọ giảm nửa cũng sẽ không tiếp. Sau đây các ngươi sẽ bị đưa vào cùng một chiến trường. Chiến trường này không có thiên tai, không có huyền thú, không có bất kỳ đồ vật gì quấy nhiễu các ngươi. Chỉ có chủ thành an toàn duy nhất và chiến trường chỉ thuộc về các ngươi. Quy tắc sẽ được thiết lập lại, nhưng nó cũng hoàn toàn giống với chiến trường lúc trước. Hồn châu các ngươi đang có cũng sẽ hoàn chỉnh đưa vào chiến trường mới. Vân triệt yên tĩnh lắng nghe, nhưng tinh thần tuyệt đối không khẩn trương giống như những người khác, mà ngược lại là một loại nhẹ nhõm lâu rồi chưa có. Nhưng mà âm thanh trụ thiên tiếp theo sau khiến sắc mặt hắn đột nhiên cương cứng, thiếu chút nữa không nhịn được mắng chửi. Tại chiến trường mới chỉ có một ngàn người có thể chiến thắng, một ngàn thiên tuyển chi tử này sẽ được đưa vào trụ thiên thần giới, tiến hành quyết chiến sau cùng. Sau khi quyết chiến xong, liền có thể tiến vào trụ thiên thần cảnh thay đổi vận mệnh của các ngươi, mà chân thân của chín ngàn người khác bị đào thải ra khỏi chiến trường cũng sẽ bị đẩy ra khỏi trụ thiên thần giới. Trong lòng Vân Triệt có ít nhất cũng phải có một tỷ con lạc đà đang gào thét phi nước đại, âm thanh trụ thiên nói rất rõ ràng chỉ có một ngàn huyền giả chiến thắng vòng dự tuyển thứ hai sẽ lập tức bắt đầu ở đây mới có thể được đưa vào trụ thiên thần giới chín ngàn người bị đào thải còn lại sẽ giống như năm ngàn vạn huyền giả bị đào thải ở vòng thứ nhất trước đó toàn bộ bị đuổi ra vừa rồi hắn hiểm độc lại nham hiểm không tiếc dùng phương pháp bị ổi vô xỉ hoàn toàn có thể coi là gian lận thông qua vòng dự tuyển thứ nhất vốn tưởng rằng có thể thả lỏng hoàn toàn không nghĩ tới âm thanh trụ thiên này lại đưa tới đòn cảnh cáo như vậy đây đối với vân triệt mà nói đó là trò đùa quái ác cỡ nào hơn năm ngàn vạn huyền giả không cho vào trụ thiên giới thì cũng thôi đi dù sao cũng là vương giới cao cao tại thượng không phải dễ dàng tiến vào như vậy nhưng mà đều đã tiến vào một vạn danh đầu tiên ngay cả âm thanh trụ thiên cũng chính miệng gọi thẳng là kiêu ngạo của đông thần vực và tương lai của đông thần vực thế mà lại vẫn không cho vào nếu lúc này có người của trụ thiên thần giới ở trước mặt cho dù là trụ thiên thần đế nói không chừng vân triệt cũng sẽ nhịn không được bôi đầy phân chó lên trên mặt kẻ đó đã sớm tuyên bố chiến trường ở bên trong trụ thiên châu nhưng kết quả đi vào lại không phải là chân thân, mà là hình chiếu. Vì sao lại không hề nói, người bị đào thải ở vòng dự tuyển thứ nhất sẽ bị trục xuất ra khỏi trụ thiên giới, vì sao không nói sớm. Người bị đào thải trong vòng dự tuyển thứ hai lại cũng bị trục xuất, vì sao không nói sớm. Nếu sớm biết những thứ này hắn sẽ rất khoát không thèm đếm xỉa đến đại hội huyền thần, thoải mái đi theo mộc băng vân vào trụ thiên giới, như vậy làm gì có nhiều chuyện nát hỏng như vậy. Lúc Vân Triệt đang mắng to trong lòng, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trước mắt hắn lập tức biến thành màu trắng. Sau đó liền xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới, mặt đất nơi này bằng phẳng khô héo, phóng tầm mắt trống trải, chỉ thấy phía xa xa mơ hồ có thể thấy được có vài ngọn núi nhỏ, không khí yên tĩnh không có gió, cho dù là ở gần hay xa, đều không có chút khí tức và âm thanh gào thét nào của huyền thú, âm thanh trụ thiên khiến Vân Triệt Hận đến mức nghiến răng nghiến lợi lại chậm rãi vang lên. Các cường giả trẻ tuổi quan nghênh đi tới chiến trường thứ hai, nói lại một lần nữa, quy tắc của nơi này hoàn toàn giống với chiến trường thứ nhất, số lượng hồn châu mới đầu của các ngươi đó chính là thành quả của các ngươi ở chiến trường thứ nhất. Thế nhưng các ngươi chỉ có thời gian 3 ngày ở nơi này, số lượng hồn châu cuối cùng vào 3 ngày sau sẽ quyết định bài danh của các ngươi tại chiến trường thứ hai. Thời gian 3 ngày này khiến chúng huyền giả hoặc là nhíu chặt chân mày, hoặc là trở nên căng thẳng. Thời gian quá ngắn không hề nghi ngờ sẽ khiến cho ác chiến trở nên khốc liệt đến cực điểm. 36 canh giờ ngắn mùi hầu như đều là tranh giành trong khoảnh khắc, cướp đoạt trong phút chốc. Chiến trường đã mở ra, các cường giả trẻ tuổi gánh vác lấy tương lai của đông thần vực, dùng tất cả những gì các ngươi có thể có được đến quyết định vận mệnh cuối cùng của các ngươi đi giọng nói mênh mông vang vọng hồi lâu trên trời cao mới chậm rãi tản đi mà vòng dự tuyển thứ hai cũng vào thời khắc này chính thức mở ra so với quy mô năm ngàn vạn ở vòng dự tuyển thứ nhất chiến trường chỉ có một vạn người này dường như có vẻ rất nhỏ nhưng dù là ai cũng sẽ không hoài nghi kết cục của chiến trường này cũng không phải bất cứ chiến trường nào ở vòng thứ nhất có thể so sánh khác với chiến trường thứ nhất tất cả huyền giả tham chiến mới bắt đầu đều xuất hiện ở chủ thành an toàn huyền giả nơi này dường như bị tùy ý truyền tống đến những vị trí khác nhau trên chiến trường khoảnh khắc tông báo chiến trường mở ra vô số đường huyền khí đã bùng nổ ở bên trong chiến trường trong nháy mắt đầu tiên đã liền bắt đầu tìm kiếm và tập trung vào con mồi chỉ có vân triệt vẫn đứng ngây ngốc ở nơi đó hồi lâu vẫn không nhúc nhích bởi vì hắn là tồn tại ở tầng dưới cùng thấp nhất ở nơi này nói chuẩn xác hơn ngay từ đầu hắn là người không có tư cách xuất hiện ở nơi này hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có con mồi ở chiến trường này nhưng bất kỳ người nào cũng có thể coi hắn là con mồi, săn giết lại còn không tốn chút sức nào. Lần này nên làm gì đây? Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, đã đến nơi này rồi làm sao hắn có thể cam tâm để công sức của mình biến thành công dã tràng. Nhưng phương pháp chính quy bình thường, hắn tuyệt đối không có khả năng ở nơi chiến trường thuộc về cường giả đứng đầu này tiến vào một ngàn danh đầu tiên, trừ phi lại dùng tới phương pháp vừa rồi. Nhưng vũ quy khác, dựa theo quy tắc, cùng một người chỉ có thể giết một lần đầu tiên mới cướp đoạt được hồn châu cho dù còn có thể ép bước hắn ta đi vào khuôn khổ một lần cũng đã vô dụng lúc này ánh mắt vân triệt đột nhiên sáng lên hắn nghĩ tới một người khác hòa phá vân bài vị của hòa phá vân ở vòng dự tuyển thứ nhất cao đến kinh người lọt vào 100 thứ hạng đầu nếu hắn vẫn có thể duy trì chiến tích này ở chiến trường thứ hai như vậy đến giai đoạn cuối của chiến trường và thời điểm hồn châu của hắn nhiều nhất hắn để cho mình giết một lần tổn thất ba thành sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng trong một ngàn của hắn nhưng lại rất có khả năng giúp mình tiến vào một ngàn thứ hạng đầu nhưng ngay lập tức hắn lại lắc đầu, ánh sáng trong mắt cũng nhạt đi. Tuy rằng ngoài mặt tính tình của Hòa Phá Vân rất bình thản, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng Vân Triệt biết rõ trong xương hắn cất giấu tôn nghiêm và kiêu ngạo rất nặng, đặc biệt ở trên huyền đạo, nếu mình có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ hắn sẽ không chút do dự toàn lực ứng phó, nhưng nếu là chuyện liên quan đến gian lận, vô xỉ dối trá hắn tuyệt đối không tiếp thu, hắn còn coi mình là bạn bè, sẽ không cho phép chính mình vì thắng mà dùng loại thủ đoạn này, hắn sẽ đau lòng và thất vọng trách cứ mà chính mình lại không có cách nào nói rõ nguyên nhân thực sự cho hắn, chờ chút, ánh mắt Vân Triệt lại sáng lên lần nữa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đây là chiến trường thứ hai, cùng chiến trường hắn giết Vũ Quy Khắc lúc trước, đã là hai thế giới khác nhau, nếu lại giết Vũ Quy Khắc một lần nữa, nó sẽ là lần thứ nhất thuộc về thế giới này, lúc trước Âm Thanh Trụ Thiên đã nói rồi, quy tắc của thế giới này hoàn toàn giống lúc trước, chính là đã được thiết lập lại, như vậy cũng có nghĩa chuyện đã thành sự thật hắn giết Vũ Quy Khắc một lần ở chiến trường trước, vốn không tồn tại ở chiến trường mới này như vậy lại giết vũ quy khắc một lần ở chiến trường này sẽ không có lý do gì không chiếm được hồn châu quyền lực của vũ quy khắc xếp hạng trên cả hòa phá vân tuy mới bị hắn lột mất ba thành hồn châu nhưng với thực lực tuyệt đối của hắn ta ở chiến trường này hắn ta nhất định sẽ nhanh chóng vọt lên tốc đầu nếu đến cuối cùng lại có thể đoạt được ba thành hồn châu của hắn ta tuyệt đối có khả năng rất lớn tiến vào một ngàn thứ hạng đầu đưa đã xác định được mục tiêu vân triệt cuối cùng cũng có động tác ở bên trong chiến trường này bất cứ người nào vân triệt gặp phải đều không nghi ngờ đều sẽ là phải chết, chẳng mấy chốc gần 200 vạn hồn châu hiện hữu trên người sẽ nhanh chóng tổn thất hầu như không còn, trốn vào chủ thành cũng sẽ biến mất rất nhanh, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không lo lắng. Đoạn Nguyệt phất ảnh, theo Vân Triệt không nhanh không chậm tiến lên, bóng dáng của hắn cũng không tiếng động biến mất ở trong không khí, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Tuy rằng hiện tại huyền lực của hắn chỉ là thần kiếp cảnh cấp 1, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin, chỉ cần không phải tìm đường chết tiến đến trước mặt, cho dù thần linh cảnh hậu kỳ cũng khó tìm kiếm được sự tồn tại của hắn tuy rằng trạng thái đặc ảnh khiến hành động rất chậm nhưng chiến trường này chỉ có một vạn người để tiện cho việc chém giết nên nó cũng hẳn không phải quá lớn thời gian ba ngày tất nhiên có thể tìm được nhưng mà tình hình thực tế còn may mắn hơn hắn dự đoán nhiều bởi vì mới qua ba canh giờ hắn đã nhìn thấy bóng dáng của vũ quy khác cách ăn mặc một thân kim quang lấp lánh đẹp đẽ quý giá kia cho dù cách mười mấy dặm cũng đều hết sức lấp lánh vân triệt có phần hoài nghi vũ quy khắc ăn mặc một thân huyền y như thế có phải là vì chuyên môn hấp dẫn trào phúng hay không âm um, âm um, âm um, phẫn nộ oán hận vô tận trong lòng theo huyền lực hắn phóng thích ra mà hung hăng phát tiết hắn vừa phất tay mặt đất nứt toác núi non bằng phẳng ba vị cường giả thần linh cảnh tạm thời kết bạn đi cùng bị hắn tàn nhẫn đồng thời đánh giết vô số bạch quang từ trên trời giáng xuống hóa thành hồn châu của vũ quy khắc hồn châu tăng mạnh nhưng trên mặt vũ quy khắc vẫn âm trầm như trước trong lòng uất nghẹn đoán chừng để hắn tùy ý tàn sát 8 năm 10 năm ở trong chiến trường này cũng không nhất định phát tiết xong hết thường nói sau cực kỳ xui xẻo sẽ có phận lớn nhưng chẳng biết vì sao từ lúc vũ quy khắc bước vào chiến trường thứ hai liền cảm giác mí mắt của mình vẫn luôn giật giật lúc này hắn bỗng nhiên nhận ra được phía sau giống như có tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào nhanh như tia chớp xoay người lại theo đồng tử phóng to rất nhỏ và khóe mắt nhíu lại hắn liếc nhìn thấy người mà hắn hận không thể tự tay rút gân xương xé thành mảnh nhỏ vân triệt là Ngươi, Vân Triệt vẫn đi thẳng vào vấn đề. Vũ Đại Công Tử, chúng ta lại gặp mặt. Nếu đã có duyên như vậy, chúng ta lại làm giao dịch được chứ? Vũ Quy Khắc không phải người ngu, dùng mông cũng có thể đoán được giao dịch theo lời Vân Triệt nói là cái gì. Đầu tiên hắn tức giận liên tục không thôi, nhưng tiếp theo lại đột nhiên nở nụ cười lại. Vân Triệt tha đã cho ngươi thể diện một lần. Nếu như ngươi thức thời, hoàn toàn có thể bình an vô sự. Nếu ngươi cứ muốn, Vân Triệt cắt đứt lời của hắn, cười nhạt nói. Vũ Đại Công Tử trước đừng nói quá sớm, dùng cùng một vật bi hiếp khụ dùng cùng một vật giao dịch hai lần với vũ đại công tử chuyện không có nguyên tắc như thế ta tuyệt đối không làm một lần này đương nhiên là một giao dịch hoàn toàn mới vân triệt nói xong ngón tay bắn lên vũ quy khắc đưa tay chụp lấy trong lòng bàn tay hắn rõ ràng lại là một viên huyền ảnh thạch trong lòng vũ quy khắc lột bột một cái đột nhiên phát sinh dự cảm cực kỳ không tốt hắn cảm giác viên huyền ảnh thạch này không giống với viên huyền ảnh thạch lúc trước hắn nhanh chóng dùng linh giác quét qua trong nháy mắt sắc mặt như bị người ta ấn vào đáy nồi hoàn toàn đen kịt đây chính xác không phải là viên huyền ảnh thạch lúc trước vân triệt đã ném cho vũ quy khắc mà là một trong hai viên huyền ảnh thạch đã nhặt được trên thi thể lôi thiên phong năm đó hình ảnh khắc ấn bên trong còn kinh khủng bùng nổ hơn viên huyền ảnh thạch lúc trước nhiều lắm đường đường là nhi tử đại giới vương thần vũ giới lại thông dâm về cựu mẫu ruột của mình còn bị người ta khắc ấn lại toàn bộ quá trình hình ảnh kia góc độ kia âm thanh kia phân triệt tuyệt đối tin tưởng người khắc ấn lại hình ảnh này tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư trong huyền ảnh giới nếu hình ảnh này truyền bá ra ngoài danh tiếng của vũ quy khắc tuyệt đối lan truyền rộng lớn trở thành sỉ nhục của thần vũ giới trò cười của đông thần vực tất cả vầng hào quang từ lúc sinh ra tới nay đều sẽ biến thành dấu ấn sỉ nhục vĩnh viễn cọ rửa không sạch đặc biệt là con sâu nhỏ nhiều nhất chỉ dài hai tấc kia cho dù là nam nhân ở tinh cầu hạ vị nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh cảm giác ưu việt mãnh liệt hơn hắn như tử giới vương thần vũ giới thê tử giới vương hắc gia giới kha 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 thực sự là trai tài gái sắp trời sinh một đôi khiến người ta hâm mộ vân triệt cười híp mắt nói toàn thân vũ quy khắc run rẩy giống như cái sàng trước đó ít nhất còn có thể tức giận mắng cười lạnh thành tiếng nhưng hiện tại lại là một chữ cũng không nói ra được hàm giang cắn chặt đến mức dưa máu ròng ròng tin tưởng ta muốn giao dịch chính là cái gì vũ đại công tử thông minh như vậy nhất định đoán được nếu dùng cùng một viên huyền ảnh thạch ép buộc nhất định sẽ khiến chọc giận vũ quy khắc rất có thể không cách nào được như ý nguyện thậm chí còn có khả năng xuất hiện hiệu quả ngược lại nhưng viên huyền ảnh thạch thứ hai này càng thêm hung ác điểm trúng tử huyệt của vũ quy khác hơn viên thứ nhất vân triệt đưa tay chỉ dưới chân như vậy ba ngày sau đó trước khi chiến trường đóng cửa một canh giờ liền gặp nhau ở chỗ này đến lúc đó ta sẽ lẳng lặng chờ vũ đại công tử đến đương nhiên lựa chọn như thế nào đều do chính bản thân vũ đại công tử ta là một tiểu nhân vật làm sao có thể có năng lực bức bách được vũ đại công tử đây vân triệt nói xong liền cười nhạt xoay người bay đi vân triệt bay ra không bao lâu bỗng nhiên dừng lại quay mặt về phía sau tử tốn nói À đúng rồi đã quên nhắc nhờ vũ đại công tử ba ngày nay cần phải cố gắng nhiều hơn tuyệt đối đừng thả lỏng bằng không ba ngày sau nếu ba thành hồn châu của vũ đại công tử không cách nào để cho ta tiến vào một ngàn thứ hạng đầu đây chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao giọng nói vừa dứt vân triệt đã bay đi xa xa dâm phía sau hắn truyền đến tiếng rít cao khàn cả giọng của vũ quy khắc và âm thanh mặt đất bị lật tung theo cuộc chiến vòng dự tuyển thứ hai bắt đầu trụ thiên giới cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nữa tất cả cường giả đông thần vực được mời đến quan sát cuộc chiến đều rời khỏi chỗ ở cùng bay về phía một phía nơi này là trung tâm của trụ thiên thần giới trụ thiên thành là nơi ở của trụ thiên thần đế và người thủ hộ người đời đều biết đây là thánh địa trong thánh địa tòa trụ thiên thần tháp đâm thẳng vào trời xanh ba vạn dặm kia chính là trung tâm trụ thiên thành phía dưới nó chính là món đồ thần thánh nhất toàn bộ đông thần vực chỗ của trụ thiên châu bên cạnh trụ thiên tháp là một phong tần đài đường kính dài ba trăm dặm bởi vậy người đoạt giải nhất ở trên đó tuyệt đối có tư cách phong thần mà phong thần đài này cũng là chiến trường cuối cùng của kỳ đại hội huyền thần trước đại hội huyền thần lần này sau 3 vòng dự tuyển chọn ra phong thần mười thập nhị cũng sẽ tiến hành trận phong thần chi chiến cuối cùng xung quanh phong thần đài là một phòng ghế ngồi quan sát trận chiến vô cùng to lớn mặc dù chỗ ngồi xem cuộc chiến vô cùng khổng lồ lại từ trước đến nay rất chống trải bởi vì người có được vinh hạnh quan sát cuộc chiến ở trong đó nhìn khắp toàn bộ đông thần vực không đến một tỷ ngày hôm nay phong thần đài đã yên tĩnh thật lâu nghênh đón một ngày náo nhiệt nhất mấy trăm năm qua hàng loạt bóng dáng từ các phương hướng khác nhau bay tới tu vi của những người này người sau càng thêm kinh người hơn người trước nhưng ở bên trong trụ thiên thành này đều thu liễm huyền khí ngay cả phi hành cũng trở nên thong thả khi đi vào chỗ ngồi quan sát cuộc chiến trên phong thần đài những người này đều cẩn thận hạ xuống ngồi vào bên trong chỗ ngồi đương nhiên chỗ bọn họ ngồi xuống tuyệt đối không phải tùy ý mà ngược lại hết sức nghiêm ngặt mỗi một cái ghế ngồi đều ánh lên huyền quang bắt mắt bên trong huyền quang khắc ấn tên của từng tinh giới khác nhau khách đến từ một cái tinh giới đều tập trung ngồi vào một chỗ, tuyệt đối không hỗn tạp, mà chỗ ngồi của tinh giới thượng vị, tinh giới trung vị, tinh giới hạ vị càng thêm tách biệt, phân biệt rõ ràng. Tinh giới tiếp nhận lời mời đến đại hội huyền thần quan sát cuộc chiến, tinh giới thượng vị được mang theo nhiều nhất 3.000 người, tinh giới trung vị nhiều nhất có thể mang 500 người, tinh giới hạ vị ngược lại nhiều nhất chỉ có thể mang theo trăm người. Về phần vương giới, tự nhiên muốn mang theo bao nhiêu liền có thể mang bấy nhiêu phía bắc là chỗ ngồi của tinh giới thượng vị phía nam là tinh giới trung vị phía tây là tinh giới hạ vị mà phía chính đông là chỗ chỉ thuộc về tứ đại vương giới thời điểm chúng huyền ra đến tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí phong qua khu ghế ngồi phía đông đừng nói bay qua từ trên không ngay cả đi tới gần cũng không dám không thể nghi ngờ chuyện này đã hiển lộ rõ ràng sự cường đại tuyệt đối và lực uy hiếp tuyệt đối của vương giới càng ngày càng có nhiều người bay tới chỗ ngồi trong ba khu cũng không còn hoàn toàn chống trải từ trước đến nay trụ thiên giới mời người đều rất hẹp hòi Lần này người được mời quan sát cuộc chiến, tính cả tinh giới thượng vị cộng lại nhiều nhất cũng chỉ có thể là 140 vạn người, số lượng tinh giới trung vị gấp mấy lần tinh giới thượng vị, nhưng nhân số lại không đến trăm vạn, số lượng tinh giới hạ vị nhiều nhất, nhưng số người được mời lại là ít nhất, chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ chính là những người có thể tới chỗ này không khỏi là nhân vật ở tầng tối cao trong tinh giới đó, hoặc là giới vương, hoặc là bá giả, hoặc thân phận cao quý, hoặc địa vị cực cao có điều ở trong tinh giới của mình là nhân vật ngạo thị thiên hạ đến trụ thiên giới rồi đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm thu liệm khí thế cường giả tụ tập trên phong thần đài nhưng nơi đó lại hoàn toàn yên tĩnh vương giới còn chưa đến vẫn không có người nào dám ồn ào sau một lúc lâu tất cả chỗ ngồi khắc ấn huyền quang đã ngồi đầy các đại tinh giới đều đúng hạn mà đến mới bắt đầu có phần náo nhiệt mọi người chào hỏi hoặc là thử do xét tầng bọc lẫn nhau cho dù mọi người có hiềm khích cũng tuyệt không dám gây chuyện ở nơi này có điều vẫn không tránh được việc lạnh nhạt hoặc chế giễu lẫn nhau vương giới chưa đến tự nhiên tinh giới thượng vị được xưng tôn tinh giới thượng vị ở chỗ ngồi phía bắc khi đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi phía nam hoặc phía tây đều là vẻ ngạo nghễ mà tinh giới hạ vị ở dưới tầng chót nhất không thể nghi ngờ là cẩn thận từng ly từng tí nhưng bọn họ không có bất kỳ oán hận và bất mãn gì ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên một thế giới cường giả phi tôn tinh giới hạ vị đối mặt với tinh giới thượng vị và tinh giới trung vị chỉ biết khiêm tốn hẳn là hiện giờ mấy người phi tuyết đã về ngâm tuyết giới rồi trên chỗ ngồi của ngâm tuyết giới mộc hoán chi thuận miệng nói xem ra tâm tình hắn cũng không xấu xếp hạng sau cùng của mộc phi tuyết trong vòng thi đấu dự tuyển vẫn sấp xỉ 50 vạn cái này đã vượt ra khỏi mong muốn của hắn rất lớn tự nhiên là vô cùng mừng rỡ sợ là vân triệt có lẽ sẽ lưu lại mộc băng vân lo lắng nói à hà vì sao mộc hoán chi nhíu mày hắn một mực hy vọng có thể tiến vào trụ thiên thần giới một lần nhìn xem, đây mới là mục đích chủ yếu để hắn tham gia đại hội huyền thần, không nghĩ tới sau khi đào thải sẽ trực tiếp bị trục xuất, chắc là hắn sẽ không cam tâm. Một băng vân nói, hối hận không lựa chọn mang hắn theo làm người được mời quan sát cuộc chiến tiến vào trụ thiên giới đã quá muộn, Mộc Hoán Chi nói, sau đó lộ vẻ nghi ngờ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có ai dám ngỗ nghịch quy tắc của trụ thiên thần giới chứ? Ngươi một mực nôn nóng bất an chính là bởi vì việc này, Mộc Băng Vân lắc lắc đầu không nói gì, nàng tin tưởng lấy tính tình của Vân Triệt, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cam tâm, nàng lo lắng hắn ở dưới xúc động làm ra hành động mất trí gì, hy vọng hắn có thể tạm thời tiếp nhận, sẽ luôn có biện pháp. Mộc Băng Vân nói nhỏ trong lòng, Vân Triệt giết Vũ Quy Khắc vào thời khắc cuối cùng, thứ tự tăng vọt, mà trước đó một tháng số lượng hồn châu của hắn một mực là số không, rõ ràng ngay cả chiến trường đều không vào, cho nên đám người Mộc Băng Vân sẽ không đi thăm dò chiến tích của hắn, tự nhiên cho rằng hắn đã bị đào thải. Mộc Hoán Chi nói, vòng dự tuyển thứ hai đã tiến hành được một đoạn thời gian không ngắn rồi vì một ngàn cái danh ngạch thiên tuyển chi tử kia sợ rằng sẽ vô cùng thảm liệt đáng tiếc nơi này không có tinh thần bia cũng không nhìn thấy tình hình chiến đấu ha ha dù sao chuyện này đã không liên quan đến chúng ta mộc thản chi mang theo nụ cười tự diệu nói hòa tông chủ trụ thiên truyền âm nói muốn thương nghị đại sự liên quan đến tương lai của đông thần vực ngươi có nghe được động tĩnh gì không mộc hoán chi hỏi hỏa như liệt cách đó không xa vị trí ngồi của ngâm tuyết giới cùng viêm thần giới cạnh nhau nhưng khác với vẻ bình thản của ngâm tuyết vẻ mặt của tất cả mọi người viêm thần giới từ hai đại tông chủ cho tới trưởng lão đệ tử đều không khỏi hồng nhuận mắt đầy dị quang ngay cả người có tính tình trầm ổn nhất là viêm tuyệt hải cũng cười rất chân thành về phần hỏa như liệt nhưng cái miệng to của hắn vẫn luôn tuét ra từ đầu đến cuối không khép lại được nếu lúc này có người qua đường nhìn thấy đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây lại là người đứng đầu một tông môn ở tinh giới trung vị không coi hắn là người bị bệnh tâm thần cũng là không tệ rồi mộc hoán chi hỏi hắn hắn cũng hoàn toàn không nghe vào trong tai, vẫn còn đang cười ngây ngốc, ánh mắt chạm tới người của tinh giới thượng vị ở đối diện, không những không nhượng bộ tránh đi, ngược lại ngang nhiên đối chọi. Đồ nhi của lão tử tiến vào top 100 người đứng đầu toàn bộ đông thần vực, tình ra cũng hơn tinh giới thượng vị các ngươi tám phần, lão tử còn sợ hãi các ngươi sao. Viêm tuyệt hải nhìn hỏa như liệt một chút, cười thay hắn trả lời, chúng ta cũng không có tin tức, nhưng hẳn là sẽ lập tức biết được. Mộc hoán chi gật đầu, chắp tay nói với viêm tuyệt hải, lần nữa chúc mừng, lần đại hội huyền thần này khác biệt với trước kia, trụ thiên giới có đủ loại dị động, lại thêm thật lâu trước đó bắt đầu có một số lời đồn, mọi người ở đây đều ngầm có suy đoán về đại sự mà trụ thiên thần giới nói tới. Qua hồi lâu bỗng nhiên chân trời xuất hiện ba người bay tới phong thần đài, theo bọn họ tới gần, lập tức có mấy âm thanh nho nhỏ vang lên, là thiên cơ tam lão, đây là ba vị lão giả có niên kỷ khá lớn, dâu tóc đều bạc trắng, toàn thân mặc trường bào xanh ngọc hoàn toàn giống nhau mà ba vị lão giả này có thanh danh rất nổi tiếng ở đông thần vực lời nói có trọng lượng nhất thiên cơ giới, thiên cơ tam lão, mạc ngữ, mạc vấn, mạc chi, rốt cuộc thiên cơ giới đã đến, hơn nữa hình như, chỉ có ba người đến, mộc thản chi nói, ha ha, thiên cơ tam lão đều tới, như thế vẫn chưa đủ sao, mộc hoán chi cười nói, thiên cơ tam lão đi đến trên không phong thần đài, khẽ gật đầu ra hiệu với mọi người, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ngồi xuống ghế ngồi phía đông, chỗ ngồi phía đông, sao lại là phía đông, cái này, chúng cường giả đều hai mặt nhìn nhau, chấn kinh không hiểu. Tuy thiên cơ giới có địa vị đặc thù ở bên trong tinh giới thượng vị, nhất là thiên cơ tam lão, tứ đại giới vương vương giới cũng có phần kính trọng, nhưng mà từ trước tới giờ chỗ ngồi phía đông của phong thần đài là chỗ chỉ thuộc về vương giới, chưa từng có phá lệ. Vậy mà lần này chính là cho phép thiên cơ giới ngồi vào đó. Xem ra, đại sự lần này nhất định có liên quan với thiên cơ giới. Viêm tuyệt hải nói, nghĩ đến lời đồn như có như không nhiều năm trước, khiến hắn rơi vào trong trầm tư. Hỏa như liệt bỗng nhiên nói, đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe nói những năm này thiên cơ tam lão vi phạm tổ huấn thăm dò thiên cơ quá độ khiến trời phạt tuổi thọ tổn hại nặng nề tuổi thọ còn lại của ba người đều đã ngắn ngủi không đến trăm năm rồi từ xa cảm nhận được khí tức sinh mệnh không bình thường của thiên cơ tam lão hỏa như liệt cũng chậm rãi gật đầu nói trước đó còn cảm thấy đây là lời đồn bậy nhưng bây giờ nhìn trạng thái của bọn họ hình như là sự thật sau khi thiên cơ tam lão đến toàn bộ nhắm mắt tĩnh tọa không phát ra một lời nói giống như ba cây khô nửa canh giờ đi qua Bỗng nhiên gió trên Phong Thần Đài ngừng hẳn, mây trên bầu trời vốn di động theo gió cũng đứng im, tiếp theo lại chậm rãi lay động giống như gợn nước, một luồng khí chẳng bình thản ôn hòa, nhẹ nhàng như gió phất qua chậm chậm truyền đến, từ xa đến gần, toàn bộ Phong Thần Đài trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả âm thanh giống như bị nuốt hết vào kẽ hở không gian, mà trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người ở chỗ ngồi bốn phương, tám phương tinh giới đều đồng loạt đứng lên, những huyền giả trẻ tuổi đang sững sờ cũng bị trưởng bối dùng tốc độ nhanh nhất mang theo ha ha lão hủ tới chậm để các vị chờ lâu trong mây mù cuốn động huyện hóa ra bóng dáng một vị lão giả ông ta mặc một thân áo tơ thuần màu xám cực kỳ đơn giản vẻ mặt thân thiện nụ cười nhạt như gió từ không trung chậm rãi rơi xuống vị lão giả mới nhìn qua vô cùng phổ thông ôn hòa này lại làm cho toàn bộ bá chủ chúng giới trong đông thần vực ngưỡng mộ khom lưng xuống cùng nhau hành lễ bái kiến trụ thiên thần đế tiếng hô vô cùng đều không mang theo huyền lực nhưng lại chấn động trời xanh càng chấn động đến những huyền giả trẻ tuổi đi cùng này rung động trong lòng. Trụ, thiên, thần, đế, hắn chính là một trong tứ đại giới vương vương giới, chúa tể tối cao của trụ thiên thần giới, trụ thiên thần đế như là thần thoại. Bọn họ mong đợi một ngày này đã lâu, nhưng khi thần thoại thật sự xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, thứ bọn họ cảm nhận được là một loại cảm giác hư ảo quá mức cường liệt, chính là nhất thời không thể tin được, chính mình thật sự nhìn thấy nhân vật chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Sau lưng trụ thiên thần để có ngàn người đi theo, mà khí tràng của ngàn người này quá lớn, cho dù là giới phương của những tinh giới thượng vị cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì bọn họ là người thủ hộ và người phán quyết của trụ thiên thần giới. Người phán quyết là người mà trụ thiên thần giới dùng để chế tài những người phạm tội đại ác sai lầm nặng nề hoặc tồn tại đặc thù trong tinh giới, mà người thủ hộ, mặc dù số lượng ít hơn người phán quyết xa, nhưng địa vị của họ ở trụ thiên giới và đông thần vực lại cùng cấp với tinh thần của tinh thần giới và nguyệt thần của nguyệt thần giới bất kỳ người nào trong đó đều là cường giả khủng bố mà giới vương tinh giới thượng vị cũng phải cúi đầu là lực lượng cường đại nhất và nền tảng trọng yếu nhất ngoài trụ thiên châu của trụ thiên thần giới các vị đường xa mà đến lại chờ lâu một tháng rất vất vả còn mời ngồi xuống đừng khách sáo như thế trụ thiên thần đế nhẹ nhàng ngồi vào vị trí chủ tọa phía đông mỉm cười đưa tay trong ngôn ngữ không có chút khinh người nào trong mắt trong đôi mắt bắt đầu hiện lên vẻ giá nuôi như một vũng nước lặng thâm thúy mà thanh tịnh trụ thiên thần đế đã đến phía sau là chúng thủ hộ giả và phán quyết giả bầu không khí phong thần đài cũng ngưng kết lại không người nào phát ra một âm thanh tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người trụ thiên thần đế là một trong tứ đại thần đế đông thần vực nhân vật đứng ở tầng tối cao của hỗn độn vốn nên uy lăng dưới vòm trời khí thế như thần tiên giáng xuống nhưng trụ thiên thần đế nhìn thế nào cũng chỉ là một người cao tuổi tướng mạo hiền lành cho dù là khí chất hay tướng mạo đều bình thường đến không thể bình thường hơn cho dù kẻ nào ở trên đường nhìn thấy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lại lần thứ hai tướng mạo cũng sẽ vừa liếc nhìn liền quên như thế nào là phủi sạch hồng trần phản phát quy chân có lẽ ở trên người trụ thiên thần đế chính là câu trả lời chính xác nhất tuy trụ thiên thần đế không phải người mạnh nhất trong tứ đại thần đế đông thần vực nhưng hắn là người được kính trọng nhất tiên tổ trụ thiên được trụ thiên châu nhận chủ sau khi quy tiên trụ thiên châu vẫn đời đời thủ hộ trụ thiên thần giới trụ thiên thần giới thủy trung tuân theo chính đạo là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất trụ thiên giới tồn tại vô số năm phán quyết giả chế tài vô số ác đồ thần giới cứu vớt vô số tinh giới không biết được bao nhiêu sinh linh đời đời kiếp khiếp nhớ ơn chiều bái nếu như ở trong mắt chúng sinh linh đông thần vực chỉ có một thánh địa kia nhất định là trụ thiên thần giới không thể nghi ngờ nếu như tam đại vương giới khác phạm đế thần giới tinh thần giới nguyệt thần giới bị người đối địch chúng sinh đông thần vực cơ bản sẽ chỉ xem náo nhiệt tận lực trốn tránh nhưng nếu ai dám đối địch trụ thiên thần giới nhất định sẽ dẫn phát vô số người tức giận tính chất của nó đâu chỉ là làm trái thiên đạo cho nên phong thần đài tĩnh lặng tất cả mọi người nghiêm nghị cũng không phải xuất phát từ việc sợ hãi trụ thiên thần đế mà nhiều hơn chính là kính trọng trụ thiên thần đế ngẩng đầu lên mỉm cười nói khách quý đã đến còn xin hiện thân gặp nhau ha 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 giọng nói của trụ thiên thần đế vừa dứt một tiếng cười to chấn không truyền đến trong tiếng cười lớn gió mây trên không trung khuấy động một đường tinh mang cực kỳ chói mắt chói lọi lên như tinh thần hàng thế một bên khác lại đồng thời vang lên tiếng hử lạnh trời xanh tách ra một vòng quang mang không quá chói mắt nhưng thánh khiết hạ xuống giữa trời như trăng sáng lên cao một vì sao một phần trăng trong nháy mắt thôn phệ tất cả sán lạn khiến tất cả ánh sáng trong thế gian biến thành ảm đạm dưới quang mang do trăng sao giao thoa đây là tinh thần giới và nguyệt thần giới đến bên trong quang mang trăng sao có hai người chậm rãi đi ra người bên trong tinh mang đi ra là vóc người khá cao lớn hình dáng trung niên trên mặt hơi chút ý cười ánh mắt như hàn tinh để cho người ta không dám nhìn thẳng dù chỉ khoảnh khắc chúa tể tinh thần giới một trong tứ đại thần đế đông thần vực tinh thần đế người đi ra từ bên trong nguyệt mang nhìn qua trẻ tuổi hơn nhiều tướng mạo rất là anh tuấn thần thái giống như ngang bằng với thiên đạo kia khiến cho người ta vô cùng kính sợ nhưng không mất một chút ôn hòa nào chúa tể nguyệt thần giới một trong tứ đại thần đế đông thần vực nguyệt thần đế hai đại thần đế xuất hiện trong cùng một nháy mắt hiển nhiên là có ý đối chọi gay gắt mà xưa nay tinh thần giới với nguyệt thần giới luôn bất hòa trong đông thần vực không ai không biết nhất là lời đồn xấu ba mươi mấy năm trước ở nguyệt thần giới với chuyện thiên lang của tinh thần giới vẫn lạc càng làm cho quan hệ giữa hai giới trở nên căng thẳng nếu không phải lần này có đại sự liên quan đến tương lai đông thần vực sự tình liên quan trọng đại lại thêm trụ thiên giới điều hòa ở giữa hai giới nhất định sẽ không xuất hiện ở cùng một chỗ chứ đừng nói chi là phải ngồi cùng bàn sau khi mọi người ở đây nhìn thấy nguyệt thân đế kính sợ thật nhiều tự nhiên đều không khỏi nghĩ đến lời đồn xấu kia năm đó hôn lễ của hắn và nguyệt vô cấu có được vô cấu thần thể thanh thế cực lớn ngay cả giới bên ngoài đông thần vực đều biết nhưng chẳng diện càng lớn lời đồn sâu phía sau cũng càng thảm liệt nguyệt vô cầu biến mất sau đó nàng mất đi nguyên âm trở về đương đường là nguyệt thần đế lại phải chịu đựng nhục nhã mà nam nhân phổ thông đều không thể nhịn trở thành trò cười cho toàn bộ đông thần vực bây giờ mới đi qua ba mươi mấy năm ngắn ngủi tự nhiên không thể khiến người ta quên lãng mà cũng mới đi qua ba mươi mấy năm ngắn ngủi các đại tinh giới lại nhận được thiệp mời đại hô của hắn phạm vi tinh giới được mời còn hơn xa năm đó trong lúc nhất thời đã dẫn phát vô số suy đoán mà trên thiệp mời viết rõ rõ ràng ràng thời hạn nguyệt thần đế tân hôn chính là sau khi đại hội huyền thần diễn ra cách hiện tại chỉ còn gần hai tháng ngắn ngủi nhưng đến nay không có người nào biết thê tử tân hôn lần này của hắn rốt cuộc là nhân vật thế nào tinh thần đế và nguyệt thần đế lại là hai đại thần đế giáng lâm bầu không khí phong thần đài càng đóng băng lại không người nào dám thở mạnh một cái bao năm qua đại hội huyền thần vẫn luôn là việc quan trọng nhất huyền đạo của đông thần vực nhưng bởi vì tứ đại vương giới không được phép tham gia cho nên ngoại trừ trụ thiên giới chủ trì đại hội huyền thần Tam đại vương giờ khác nhiều lắm, chỉ cử một số trưởng lão, nhân vật cấp cung chủ mang một đám đệ tử trẻ tuổi đến. Tồn tại như tinh thần, nguyệt thần rất ít khi xuất hiện. Chớ đừng nói chi là ba thần đế. Ngày hôm nay bốn thần đế đã có ba người đến. Người đứng đầu bốn đại thần đế Phạm Thiên Thần đế cũng vô cùng có khả năng đã đến. Nhất định sự tình hôm nay vô cùng trọng đại. Ý nghĩa của lần đại hội huyền thần này cũng không thể nghi ngờ xa xa không giống như dự đoán của bọn họ. Lòng của mỗi người cũng bắt đầu có thêm hưng phấn và ngưng trọng, có thể tham dự loại đại sự này có thể tận mắt thấy bốn vị thần đế tề tự, đây là vinh hạnh bậc nào. Tinh thần đế và nguyệt thần đế cùng chào hỏi trụ thiên thần đế, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không nói chuyện với nhau, ngay cả ánh mắt va chạm cũng không có, hoàn toàn coi đối phương như không tồn tại. Nhưng quang mang tinh nguyệt ở trên không lại chưa hề tán đi, vô số bóng dáng xuất hiện từ trong đó, chia ra không tiếng động ngồi xuống. Mà mấy người giống như thủ hộ giả và phán quyết giả của trụ thiên thần giới, khí tràng khủng bố, để mọi người nhìn chăm chú một cái nháy mắt cũng cảm thấy toàn thân lại như băng những huyền giả chưa bao giờ chân chính gặp được người của vương giới cũng ở trong hôm nay biết được vương giới là tồn tại kinh khủng hạng gì không chỉ là tứ đại thần đế mà ngay cả người liên quan đến hai chữ vương giới đều là quái vật không cách nào lý giải mấy người ngồi bên cạnh và sau lưng tinh thần đế kia chẳng lẽ chính là tinh thần trong truyền thuyết một tên đệ tử băng hoàng lớn tuổi hỏi lúc hắn nói chuyện mang theo sự run rẩy bởi vì vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nhìn bên kia một vài lần trong lòng liền nảy sinh một cảm giác như rơi vào vực sâu khiến máu toàn thân hắn chảy ngược không ngừng run rẩy, Mộc Hoán Chi gật đầu, hạ thấp giọng nói đến mức cực thấp. Không sai, 12 tinh thần và 12 nguyệt thần thế mà lại chia ra có bốn người tới. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Không, tính cả tinh thần đế, có ngũ đại tinh thần. Mộc Băng Vân nói, tinh thần đế cũng là một trong 12 tinh thần của tinh thần giới. Thừa nhận lực lượng thiên khôi tinh thần, mà hắn đã là tinh thần đại đế. Tự nhiên không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất bên trong mười hại tinh thần. 12 tinh thần của tinh thần giới tuyệt đối ngang ngửa với chân thần tồn tại vô thượng ở Đông Thần vực, các ngõ ngách Đông Thần vực đều có truyền thuyết liên quan tới bọn họ, mà mỗi một truyền thuyết đều là thần thoại chân chính, mà ở trước cấp bậc tồn tại chân chính này, những huyền giả đỉnh cấp ở các tinh giới cũng run rẩy sợ hãi trong lòng, không có mấy người dám nhìn thẳng, nhưng đôi mắt đẹp của Mộc Băng Vân lại bình tĩnh nhìn hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt nhẹ tha một tiếng, thiên sát tinh thần chưa đến, nhưng chuyện đã không quan trọng nữa rồi, dù sao Vân Triệt đã, Mộc Hoán Chi không nghi ngờ gì cười ha hả nói chẳng lẽ băng vân muốn gặp mặt lý công chúa trong truyền thuyết kia một lần ư thiên sát tinh thần chưa đến nhưng thiên độc tinh thần lại tới rồi không hổ là một trong hai đại tinh thần đáng sợ nhất đứng xa xa cũng khiến cho lòng người sinh ra sự sợ hãi một băng vân liếc nhìn thiên độc tinh thần mà một hoán chi nói tới một chút nhưng lại lập tức rời ánh mắt đi phía sau chỗ ngồi của tinh thần để có một nữ tử cao gầy ngạo nghễ đang đứng một thân váy lụa màu bích lục gần như xuyên thấu ngọc thể kiều mỹ như ẩn như hiện áo trên cánh tay và hai vai hoàn toàn trong suốt, làn da tinh tế, tay trắng như ngọc, trước ngực là hai cặp núi cao ngất, chỉ có một tầng lụa mỏng thoáng quấn lấy, hơn một phân nửa run rẩy lộ ra ngoài, trong trắng như tuyết mang theo một khe rãnh thật sâu, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, dưới thân là váy lụa lưu động u quang màu bích lục, lại ngàn đến mức kinh người, chân váy khó khăn lắm mới che được đến đùi của nàng, cặp đùi thon dài gần như trần trụi lộ ra bên ngoài, thon dài chân nhẵn, da trắng như tuyết, khiến cho người ta không nhịn được muốn xông lên ôm lấy liếm láp không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, như bị nam châm hấp dẫn, không cách nào rời đi, huyết dịch toàn thân lập tức bị thiêu đốt, sôi trào điên cuồng sông lên đỉnh, thậm chí trong ánh mắt đờ đẫn miệng chảy nước miếng, gần như quên mất nơi này là phong thần đài, điên cuồng nảy sinh ý nghĩ liều lĩnh sông lên, để nàng ở dưới người hung hăng trả đạp, nữ tử kia không hề có chút kinh dị nào mặc cho ngọc thể của mình bị những ánh mắt trần trụi từ bốn phía kia nhìn chăm chú nàng chỉ khẽ mí môi đỏ mọng giống như cười mà không phải cười giống như đóa phù dung trong nước mặt mày hiện lên vẻ kiểu mị tất cả đệ tử ngâm tuyết giới viêm thần giới đi theo hễ là ánh mắt chạm đến nàng đều si ngốc ở đó sắc mặt phiếm hồng giống như mất hồn nhưng ngay lập tức trong lòng của bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn không nên nhìn nàng bên trên phong thần đài vô số huyền giả trẻ tuổi như bị xét đánh đột nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác trong lòng ngạc nhiên không dám tiếp tục nhìn nữ tử mặc quần màu lục kia một chút sư tôn nàng nàng là một đệ tử phượng hoàng tông đầu đầy mồ hôi lòng còn sợ hãi nói nàng chính là Thiên Độc Tinh Thần, một vị trưởng lão phượng hoàng thấp giọng nói, "Cái gì? Nàng là?" Chúng đệ tử Viêm Thần giới đều kinh hãi trong lòng, hung hăng hít một hơi khí lạnh, nữ tử này ăn mặc còn lộ liễu hơn nữ tử phong trần, yêu mị hơn cả ma quỷ yêu cơ công người, lại là một trong hai đại tinh thần đáng sợ nhất trong 12 tinh thần. Trong truyền thuyết kia có thể trong một cái nhăn mày một nụ cười có thể độc sát một tinh giới, được gọi là Thiên Độc Ác Ma Địa Ngục Mandala La Ngục La. Vậy, bên cạnh Thiên Độc Tinh Thần chính là tiên nữ kia, cũng là tinh thần tên đệ tử phượng hoàng kia lại nhỏ giọng hỏi ngục la cúi đầu xuống thản nhiên thưởng thức ngón tay ngọc của mình giống như đều không hề quan tâm đến tất cả những chuyện này một chút nào nhưng nàng cũng không đoạt đi tất cả phong hoa bên người ngay tại phía bên phải của nàng là một nữ tử tuyệt sắc như thần nữ trên trời nàng không có quyến rũ câu tâm như ngục la nhưng dung nhan tuyệt mỹ không vướng bụi trần hơn nữa còn hơn sang ngục la chỉ có điều gương mặt vô cùng tinh xảo này lại tràn đầy lạnh lùng một đôi mắt đẹp không có chút tình cảm nào thân hình của nàng cũng cao gầy thon dài giống như Ngục La vậy, mái tóc màu đen dài đến eo, trầm tĩnh như nữ nhân chưa lập gia đình, nhất là nàng lại mặc một cái váy dài màu phấn hồng, càng tăng thêm linh khí lại nhiều hơn một phần, đáng yêu, đứng bên cạnh Ngục La có thể nói là một tiên một yêu, để không ít huyền giả như gặp tiên nữ hạ phàm, sau khi kinh diễm, trong lòng lại nổi lên sự tự ti mặc cảm, mơ màng bay bay, trưởng lão Phượng Hoàng kia bỗng nhiên lại nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, có thể đứng ngang hàng cùng Thiên Độc Tinh Thần, tự nhiên là tinh thần nhưng mà hắn cũng không phải là tiên nữ, hắn là thiên yêu tinh thần. Chúng đệ tử Phượng Hoàng trợn mắt hốc mồm, ít hầu giật giật, im ắng thật lâu, thiên yêu tinh thần. Chỉ cần từng nghe truyền thuyết về 12 tinh thần đều biết rõ, thiên yêu tinh thần tưởng vi là một nam nhân. Thiên yêu tinh thần là người có tinh thần lực mạnh nhất bên trong 12 tinh thần, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ liếc mắt một cái là có thể biến các ngươi thành ngu ngốc, đừng nhìn nhiều đụng xui xẻo. Vâng, chúng đệ tử Phượng Hoàng đều cúi thấp đầu thật sâu, ngay cả những tinh thần khác cũng không dám nhìn nhiều một chút. Bọn hắn đã rõ ràng đó là tồn tại mà bọn họ không thể lý giải. Bên trái thiên độc tinh thần, người này thoáng nhìn là người ốm tong teo kia, nhưng hắn lại là người có lực lượng thân thể cường đại nhất bên trong 12 tinh thần, thiên cương tinh thần thần hồ. Mà lão giả ngồi bên cạnh tinh thần đế là thiên nguyên tinh thần đồ mi, ở bên trong 12 tinh thần có tuổi đời lớn nhất, đã bốn vạn tuổi rồi. Hắn là trí giả tinh thần giới, năm đó tinh thần đế chưa kế thừa lực lượng tinh thần, hắn còn là sư phụ huyền đạo của tinh thần đế, cho nên Tinh Thần Đế cực kỳ kính trọng hắn, hắn cũng là một người duy nhất có tư cách ngồi ngang hàng với Tinh Thần Đế. Bên trong phong thần đài, chúng trưởng bối hoặc truyền âm, hoặc thấp giọng giới thiệu cho đám hậu bối. Video tập 185 kết thúc ở đây nhé. Tập tiếp theo bộ truyện Nghịch Thiên Tà Thần, ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kỳ quy truyện.